bất thiện và vô ký. Có cả thiện, bất thiện và vô ký. Có thể nói đây là khía cạnh đặc biệt của thắng pháp tạng. Sự hiểu biết rộng những đề tài này cũng thật sự lợi lạc cho người tu tập thiền tứ niệm xứ nói riêng và theo đuổi pháp hành nói chung. Trong lúc hai đề tài cửu lực và tứ trưởng soi sáng lĩnh vực tâm lý, thì đề tài tứ thực là một đề tài lớn trong Phật Pháp nói về nhân duyên cấu tạo và tồn tại của thế giới. 5. Cửu lực Nawabalani là chính sức mạnh, lực Balan là pháp có sức mạnh lấn nước áp chế được những pháp đối lập, hay có ý nghĩa là không rung động. Lực nói theo pháp hỗn hợp Mistaka là nói gồm chung những pháp có sức mạnh đặc biệt, dù là bất thiện, thiện hay vô ký. Chính lực là 1. Tính lực Sattha Bala. Chi pháp đây là tâm sở tính trong 91 tâm tịnh hảo, là sức mạnh ức chế thái độ do dự, không quyết đoán. 2. Tấn lực Uriya Bala. Chi pháp đây là tâm sở cần trong 105 tâm tương ưng cần, là sức mạnh ức chế thái độ tiêu cực, thụ động, không năng nổ. 3. Niệm lực Sati Bala. Chi pháp đây là tâm sở niệm trong 91 tâm tịnh hảo, là sức mạnh ức chế trạng thái lơ đãng, thơ thẩn. 4. Định lực Samadhi Bala. Chi pháp đây là tâm sở nhất hành trong 104 tâm, trừ 16 tâm vô cần và tâm si hoài nghi, là sức mạnh ức chế tình trạng lao chao, toán loạn, tán loạn. 5. Tuệ lực Panya Bala. Chi pháp đây là tâm sở trí tuệ trong 79 tâm tương ưng trí, là sức mạnh ức chế tình trạng không thấu đáo, làm cho rõ biết. 6. Tàm lực Hari Bala. Chi pháp đây là tâm sở tàm trong 91 tâm tịnh hảo, là sức mạnh của tính hổ thẹn cái xấu, giúp miễn nhiễm câu quế. 7. Quý lực Atapa Bala. Chi pháp đây là tâm sở quý trong 91 tâm tịnh hảo, là sức mạnh của tính khiếp sợ với cái xấu, giúp miễn nhiễm cấu quế. 8. Vô tạm lực Ahirika Bala. Chi pháp đây là tâm sở trong 12 tâm bất thiện, là sức mạnh của tính không thẹn với cái xấu, tác động gây tội lỗi. 9. Vô quý lực Anattapa Bala. Chi pháp đây là tâm sở vô quý trong 12 tâm bất thiện, là sức mạnh của tính không sợ với cái xấu, tác động gây tội lỗi. 6. Tứ trưởng Chattaro Adhipati là bốn pháp chủ lực của các pháp đồng sanh, làm trưởng duyên cho các pháp đồng sanh. Ví như một hiệp hội hay một đoàn lữ hành, có người sẽ là trưởng đoàn, nổi trội hơn mọi người, để lãnh đạo, dẫn dắt các người trong đoàn vậy. 1. Dục trưởng Chandadhipati. Chi pháp đây là tâm sở dục trong 84 tâm động lực đa nhân, tức 18 động lực nhị nhân và 66 động lực tam nhân, là sự mong muốn, hoài vọng thành yếu tố chủ lực trợ cho các pháp đồng sanh. 2. Cần trưởng Uriyadhipati. Chi pháp đây là tâm sở cần trong 84 tâm động lực đa nhân, là sự năng nổ, nhiệt tâm, thành yếu tố chủ lực trợ cho các pháp đồng sanh. 3. Tâm trưởng Chittadhipati. Chi pháp đây là 84 tâm động lực đa nhân, là sự biết cảnh, thành yếu tố chủ lực trợ cho các pháp đồng sanh. 4. Thẩm trưởng Vimansadhipati. Chi pháp đây là tâm sở trí tuệ trong 66 tâm động lực tam nhân, sự hiểu biết sáng suốt, thành yếu tố chủ lực trợ cho các pháp đồng sanh. Có bốn pháp trưởng, nhưng trong cùng một sát na thì chỉ có một pháp làm trưởng, ba pháp khác thì phụ thuộc, không thể trong cùng một sát na tâm sanh mà có hai hoặc ba bốn pháp dục cần tâm thẩm đồng làm trưởng. Cũng như trong một nước chỉ có một vị vua, điều này khác với pháp quyền trong một sát na. Điều này khác với pháp quyền trong một sát na tâm có được nhiều quyền, vì mỗi pháp quyền cai quản một lĩnh vực không lấn cấn nhau. Như tâm đại thiện thứ nhất có 8 quyền đồng sanh: ý quyền, mạng quyền, hỷ quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tệ quyền. 7. Tứ thực
Chattaro ahara là bốn thứ thức ăn thực, ahara là đồ ăn, thứ dẫn đến sự trưởng thành hay hình thành. Danh sắc được hình thành nhờ pháp nào, pháp đó gọi là thực hay thức ăn. Có bốn loại thức ăn. Một, đoàn thực. Kabalikarahara là thức nhai nước hình thành chất dinh dưỡng, ocha nuôi thân sắc. Chi pháp là sắc vật thực ngoại. Hai, xúc thực. Phasahara là thức ăn cho thọ, xúc duyên thọ. Chi pháp đây là tâm sở xúc trong tất cả tâm. Ba, tư thực. Mano sanchetanahara là thức ăn cho tâm quả hiệp thế và sắc nghiệp. Chi pháp đây là tâm sở tư trong tâm bất thiện và tâm thiện hiệp thế. Bốn, thức thực. Vinyanahara là thức ăn cho danh sắc. Danh là tâm sở, sắc là sắc nghiệp tái tục. Chi pháp đây là thức tái tục. Patisanhi vinyanang. 15 quả thức tái tục của quẩn thì duyên cho danh và sắc. Riêng về bốn quả thức tái tục cõi tứ quẩn chỉ duyên cho danh. Điều đã nói và điều sắp nói, bài đã học, bài 45, tóc yếu hỗn hợp, Misaka Sangha. Tiếp theo, về nhị thập nhị quyền. Hà Huy Sắc Tình Rijani. Bài học tiếp theo, bài 47, tóc yếu giác phần, Vô Thi Bắc Khi Chắc Sangha. Biên soạn giáo trình, Nghệ Tư Kheo Tư Siêu và Tư Kheo Giác Đẳng. Tính phòng bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh Tư Tài Siêu từ vi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Thư Tôn Đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần tóc yếu tường tập. Nói về những cái đề pháp hỗn hợp với ba cái đề còn lại là cửu lực, Nawat, Alani, tướng trưởng, Chattaro, Adhipati, Adhipati. Chữ Adhipati ở trong cái bản đánh máy sai để Adhipati thiếu chữ đá, thiếu chữ đề đó quý vị. Và cuối cùng là tướng thực, Chattaro Ahara. Khi quý vị nghe đọc bài, quý vị sẽ nghĩ rằng tại sao chúng tôi không có định nghĩa cho nó rộng. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái gì pháp của đề hỗn hợp thì chúng ta phải hiểu rằng là đây nói đến ý nghĩa gồm có cả thiện cả bất thiện. Cho nên nếu mà chúng ta định nghĩa dông dài đó, không khéo thì chúng ta chỉ nói làm sao mà tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực. Nghe như vậy nghe giống như là cái pháp tốt không, pháp thiện không? Thì làm sao có thể gọi là hỗn hợp được? Cho nên khi mà chúng tôi định nghĩa thì chúng tôi không có nói nhiều, chỉ lấy một câu nó có ý nghĩa chung chung thôi.
Bởi vì tính tấn niệm định tuệ qua đến đẳng giác Bodhipakkhi giác Sangha đẳng giác tất yếu, thì lúc đó nó thuộc về cái phần thiện, thì chúng ta mới định nghĩa về những cái niềm tin vân vân. Còn bây giờ là chúng ta đang nói cái tâm sở tính, ở trong những tâm tình hảo, hay là tấn lực là tâm sở cần, ở trong 105 tâm tương cần, trong đó có tâm bất thiện nữa. Cho nên chúng ta không thể nào chúng ta nói tấn lực ở trong cửu lực đó, nó là chánh tinh tấn được. Khi mà chúng ta trình bày giảng giải thì chúng ta nói riêng, còn khi mà chúng ta biên soạn để nêu cái chi pháp thì cái mảng nào phải cho ra mảng đó, cái đề tài nào ở cái lĩnh vực nào thì chúng ta nói theo cái lĩnh vực đó. Cho nên chính vì vậy mà quý vị sẽ nghe xong mà nó quá cường điệu khi mà định nghĩa như thế này. Ở đây thưa quý vị, nói đến chính sức mạnh thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng tất cả những pháp nào nó có cái thế mạnh riêng của nó, thì pháp đó gọi là lực. Mà cái thế mạnh đó là gì? Tức là hễ có mặt cái pháp đó thì nó có thể áp chế được những cái pháp đối lập. Nó những lực nào mà thuộc về bất thiện thì khi những lực đó có mặt đó thì pháp thiện không sanh được. Và khi nào những lực mà nó phối hợp với tâm thiện đó, nếu mà có thế mạnh của nó mới áp chế được cái pháp bất thiện. Cho nên chúng ta gọi chung chung, tức là pháp mà nó có cái thế mạnh riêng. Và tất nhiên ở đây chúng ta cũng phải hiểu một điều là cho dù những cái chi pháp đó nó nằm ở trong cái tâm sở tình hảo đi nữa, như tức niệm, tính lực, niệm lực vân vân, thì tính hay niệm đó đương nhiên là nó phối hợp với chính món tâm tình hảo. Nhưng không thể vì vậy mà chúng ta định nghĩa giống như là một cái pháp tu được. Tại sao? Tại vì mặc dù nó có phối hợp ở trong tâm tình hảo, nhưng tâm tình hảo đó vừa có tâm thiện mà vừa có tâm quả hữu nhân, mà vừa có tâm tố hữu nhân nữa. Mà nói đến cái tính lực hay là niệm lực ở trong cái tâm đại quả chẳng hạn, thì làm sao mà chúng ta định nghĩa đó là cái niềm tin? Khi mà chúng ta ngủ bằng cái tâm quả hay là cái tâm hữu phần
thì trong lúc chúng ta ngủ là chúng ta không có niềm tin, không có niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi tăng chúng trong lúc chúng ta ngủ. Nhưng mà ở trong cái tâm tâm hữu phần của chúng ta đó, thì nó vẫn có cái tâm sở tính phối hợp. Như vậy thì tâm sở tính ở trong trường hợp này nó chỉ có ý nghĩa là nó có cái sức mạnh để nó hỗ trợ cho các pháp động sanh, tức là các danh pháp động sanh, như các tâm sở khác hay là những cái tâm đó. Nó bỏ cái thái độ thiếu nhất quán, hễ có mặt tính tâm sở thì cái tâm đó là cái tâm nó biết cảnh một cách nghiêm túc, chứ không phải là nó biết cảnh một cách lan man được. Chỉ có khi nào mà sở hữu tính đó, cái tâm sở tính đó, mình đã phối hợp ở trong cái tâm đại thiện, thì lúc bây giờ tính đó nếu mà chúng ta phát huy thì nó trở thành là một niềm tin, như niềm tin Tam Bảo chẳng hạn. Nhưng mà chỉ có giới hạn cái trường hợp thôi, là bởi vì những kẻ không có tin Phật pháp, những kẻ ngoại giáo, mỗi khi họ làm được một cái điều lành gì như là bố thí vân vân, họ cũng có tâm thiện, thì ở trong tâm thiện đó vẫn có tính tâm sở phối hợp. Nhưng mà tính tâm sở lúc đó nó là sức mạnh trên cái phương diện khác. Chứ không phải là đức tin Tam Bảo. Bởi vì họ là người ngoại đạo lần xong, họ có niềm tin Tam Bảo được. Cho nên khi mà chúng ta định nghĩa về những cái đề pháp mà hỗn hợp đó, nó khó lắm thưa quý vị. Phải trăn trở, phải suy nghĩ như thế nào để cho nó hợp lý. Thì ở đây khi mà chúng ta nói đến chính cái tâm sở này thì chúng ta phải biết chính những cái tâm sở đó nó có một cái sức mạnh. Để nó hỗ trợ cho các cái danh pháp đồng sanh. Tâm sở tính, tâm sở cần, tâm sở niệm, tâm sở nhất hành, tâm sở trí tuệ, tâm sở tàm, tâm sở quý, tâm sở vô tàm, tâm sở vô quý. Thì chính tâm sở đó nó có cái mãnh lực riêng khi mà chúng ta làm cái việc gì bằng một cái loại tâm gì. Nhưng mà hễ chúng ta có cái tâm sở cần ở trong đó rồi thì cái tâm này nó mới năng động,
nó mới thôi thúc cho những pháp đồng sanh để biết cảnh một cách năng động. Chúng ta gọi đó là tấn lực Vijapala. Chúng ta xài từ, chúng ta xài như vậy là tấn lực. Chúng ta nghe, chúng ta tưởng chừng như là một cái thiện pháp chứ không. Chỗ này chúng ta chưa nói đến cái thiện pháp. Bởi vậy khi mà chúng ta học thắng pháp, chúng ta cần phải nhớ một điều thắng pháp là trọng tâm ở chỗ trình bày pháp qua thực tính Sapphawa Gampiro. Chỗ nào thiện là thiện, còn chỗ nào là bất thiện là bất thiện, chỗ nào nó hỗn hợp lẫn lộn giữa thiện bất thiện, thì cái đề tài đó phải được nói nó khác đi. Rồi thứ ba là chúng ta nói về niệm. Khi mà chúng ta nói cái danh từ gọi là niệm lực, chúng ta đừng vội cho rằng niệm lực ở trong cửu lực nó là sức mạnh của chánh niệm. Điều đó sai thưa quý vị. Thông thường nếu ở trong cái pháp 37 bồ đề phần thì niệm lực đó là cái sức mạnh của chánh niệm thì phải. Nhưng khi chúng ta nói trong cái phạm trù gọi là hỗn hợp giữa có thiện có bất thiện, niệm đó là chúng ta có pháp thiện pháp vô ký, thì chúng ta cần phải hiểu rằng là trên phương diện thực tính Sapphawa thì niệm, cái tâm sở niệm đó nó chỉ có một cái chức năng là nó ghi nhận cảnh một cách sát sao. Ghi nhận cảnh một cách sát sao tức là khi mà tâm biết cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh sự, cảnh pháp thì chính niệm tâm sở đó nó làm cho các cái pháp đồng sanh bắt cảnh một cách tỉnh táo. Chỉ vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Chúng ta chịu khó học ở trong cái phần hỗn hợp, học cho kỹ như vậy thì qua đến những cái phần khác như phần đẳng giác, bồ thí bát giác thì chúng ta chắc lọc lại cái ý nghĩa của thiện pháp thì như vậy nó dễ hơn. Định lực mặc dù cũng xài cái từ Samathipala nhưng mà tâm sở Ekakata tức là tâm sở nhất hành đó, nó là chi pháp của định lực. Thì ở đây chúng ta mượn từ mà chúng ta xài chữ Samathi ở đây đó. Khi nào mà
Ekakata ở trong cái tâm đại thiện, trong lúc mà chúng ta tu thiền đó, thì nó sanh khởi cái đó chúng ta gọi là Kanika Samadhi, là sát na định. Đạt cái mức độ tương đối là thuần thục thì gọi Upachara Samadhi. Còn khi mà chúng ta đắc thiền thì đó gọi Apana Samadhi, là kiên cố định. Thì cái đó là cái sức mạnh khác. Còn khi mà chúng ta nói định lực ở trong các pháp chung chung, ngay cả cái tâm bất thiện cũng có Ekakata phối hợp. Bởi vì tâm sở Ekakata nhất hành đó, nó là cái tâm sở tự tha biến hành, có mặt ở trong cùng khắp tất cả tâm. Thì khi mà cái tâm sở Ekakata nó phối hợp ở trong một tâm nào đó thì nó trợ duyên cho các cái danh pháp khác bằng cái sức mạnh gọi là tập trung, sức mạnh tập trung. Cũng giống như cái vật nhọn, khi mà chúng ta buông xuống từ ở trên cao mà xuống đất thì cái vật nhọn đó là chỗ mà nó quy tụ cái trọng lượng để mà nó rơi xuống, nó rơi xuống đất và nó cắm lên trên mặt đất. Cũng như Ekakata vậy đó, dầu cho ở trong tâm thiện hay là trong tâm bất thiện hay là tâm vô ký gì nữa, thì cái tính năng của nó là tập trung trên cảnh, tập trung trên cảnh, dầu đó cảnh sắc, cảnh thinh khí vị cảnh xúc, hay là Ekakata mà nó phối hợp với những cái tâm sở bất thiện để tạo thành tham sân si vân vân. Thì chúng ta cũng nên nhớ rằng là cái sự tập trung mạnh, tập trung này dù cho tâm bất thiện nó cũng có tác dụng là một sức mạnh. Một người họ ngồi họ xem TV, họ chú ý, họ chú mục vào ở trong cái màn hình TV, và lúc bây giờ có thể là họ khởi lên cái tâm bất thiện, nhưng mà trong tâm bất thiện đó vẫn có Ekakata. Một người họ thích ngắm cái đẹp, thì ở trong cái tâm mà khởi lên để mà biết cảnh sắc đẹp đó, nó vẫn có Ekakata. Mà chúng ta dùng từ đầu nay chúng ta nói là định, nhưng mà thực tế thì nó chỉ là nhất hành Ekakata, nhất điểm mà thôi. Rồi tuệ lực, dẫu rằng tâm sở trí tuệ hay là tâm sở tuệ quyền là một thứ tâm sở tình hảo, hoàn toàn là của tình hảo. Thế nhưng ở trong tâm tình hảo đó, trong tâm tình hảo vẫn có tâm thiện và
tâm vô ký, tức là tâm hòa tâm tốt. Do đó tuệ lực ở đây chúng ta chưa vội định nghĩa theo cái chiều hướng tu tập. Bởi vì một người tục sinh bằng cái tâm tâm quả tam nhân, tức là hợp trí, nói cái này ra quý vị càng bị rối lên nữa. Đề Bà Đạt Đa khi mà khởi lên cái ác ý muốn giết hại Đức Phật, chúng ta thấy rõ ràng là cái tâm đó là hoàn toàn là tâm bất thiện. Nhưng mà vì Đề Bà Đạt Đa là người tục sinh bằng cái tâm đại quả tam nhân, tức là hợp trí, cho nên trong suốt đời sống bình nhật thì cái tâm sáu quan gác chí tác, là cái tâm hộ kiếp hay là tâm hữu phần của Đề Bà Đạt Đa, vẫn là cái tâm đại quả hợp trí. Thì ở trong vô số diễn trình tâm khởi lên, trong lúc mà Đề Bà Đạt Đa đi qua Đắc Tát mà thực hiện cái việc mà hãm hại Đức Phật, thì mỗi một lộ trình tâm sanh khởi, lộ trình tâm bất thiện, nó sanh khởi rồi nó diệt đi để bước qua cái lộ trình tâm khác, thì xen kẽ giữa giữa cái lộ tâm này với lộ tâm kia phải là bằng cái tâm hữu phần, phải là hữu phần pháp quan cá chích tác. Hữu phần rồi nó tiếp tục sanh cái lộ tâm khác, thì hữu phần của Đề Bà Đạt Đa vẫn là hợp trí. Nói cái này ra sợ e rằng Phật tử chúng ta vì không hiểu tới muốn nói cái gì, cho nên quý vị nghe quý vị hoang mang, nghĩ rằng tại sao mà Đề Bà Đạt Đa có cái sở hành ám sát Đức Phật mà nói rằng ở trong cái diễn trình tâm có hợp trí. Quý vị hiểu thế này là chúng tôi chắc chỉ có nước cắn lưỡi tự giận. Trên thực tế đó, khi mà chúng ta phân tích về diễn trình tâm nó sinh khởi thì chúng ta phải nói như vậy, nhưng mà chúng ta nói một cách rất là bình thường thì chúng ta hãy qua một bên cái vấn đề tâm hữu phần mà xen kẽ giữa cái lỗ tâm bất thiện này với lỗ tâm động lực bất thiện khác đi, chúng ta bỏ đi, chúng ta lấy theo ý nghĩa của Kinh Tạng thôi. Nhưng mà chúng ta dẫn chứng như thế này để cho quý vị thấy rằng khi mà chúng ta định nghĩa về chữ định lực Samathipala thì chúng ta phải hết sức cẩn thận khi chúng ta định nghĩa về chữ định lực ở trong cái pháp cửu lực. Nó chỉ có cái chức năng duy nhất là nó hỗ trợ cho các pháp, các danh pháp đồng sanh là tập trung ở trên một điểm tập
trung một điểm trên đối tượng. Tới trường đó thôi, chúng ta đừng định nghĩa thêm nữa. Muốn định nghĩa thêm về định lực nó có khả năng chứng thiền thần thông như thế nào đó, thì để khi mà chúng ta học qua đến cái phần mà Bodhipakkhaya Sangaha sắp tới đây đó, thì chúng ta sẽ có dịp trở lại để chúng ta nói về định lực. Còn bây giờ chúng ta phải hiểu cái kiểu khác. Tuệ lực, tính tấn niệm định tuệ. Rồi bây giờ chúng ta nói đến tàm quý. Tàm quý, vô tàm quý, bốn cái sức mạnh của bốn cái pháp này, một cặp nó đối trọi với nhau. Tàm quý nó đối lập với vô tàm quý, vô tàm vô quý đối lập với tàm quý. Nhưng mà cái nào cũng có sức mạnh cả. Cũng như khi mà chúng ta nói cái sức mạnh của võ công, thì cho dù là các cái tướng hay là binh lính của nhà vua, hễ người có võ thì nó có cái sức mạnh. Thì cho đến kẻ địch hoặc là những kẻ cướp mà đức vua đem quân đi thảo phạt, thì dù là giặc nhưng mà cái võ thuật của họ, cái nghề võ của họ cũng là cái sức mạnh. Đương nhiên cái câu mà ta nói thắng làm vua, thua làm giặc, cái đó ta nói ở khía cạnh khác. Còn ở đây chúng tôi thí dụ cái này tượng trưng cho thiện pháp và ác pháp. Thiện pháp và ác pháp, về phía thiện pháp thì có tàm quý, hay là tịnh hảo pháp thì có tàm quý. Về phía ác pháp thì nó có cái sức mạnh của vô tàm quý. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng tàm luôn luôn là cái sự hổ thẹn tội lỗi, không dám làm cái điều ác. Quý là sự kinh sợ tội ác, cho nên không dám làm điều ác. Nếu mà chúng ta nghĩa tàm quý theo cái pháp tu của mình đó, thì chúng ta sẽ phải ngớ ngẩn để chúng ta trả lời một câu. Khi người ta hỏi rằng thế thì ở trong cái tâm tục sinh hộ kiếp và tử, trong cái tâm sinh của người tục sinh bằng cái tâm đại quả chẳng hạn, hay là các vị phạm thiên sanh về tục sinh bằng cái tâm quả sắc giới, quả vô sắc giới, ở trong tâm quả đó đương nhiên là phải có hành quẩn là tính niệm tàm quý của tham vô sân và trung hòa. Thì không thể nào mà lấy cái định nghĩa về tàm quý là sự hổ thẹn tội lỗi để định nghĩa cho cái tâm sở tàm, tâm sở quý mà nó phối hợp với cái tâm quả được. Cho nên cái chỗ này một lần nữa là chúng ta phải định nghĩa làm sao vô tưởng vô phạm. Hay nói cách khác là chúng ta phải định nghĩa như thế nào để thấy rõ được cái thực tính của pháp trần đế nó là gì. Chúng ta
Còn cái chuyện mà tầm quý ở trong cái pháp tu tập đó, để hạ hộ phân giải. Còn bây giờ chúng ta đang nói ở chỗ này đó, thì chúng ta chỉ nói tàm quý như là cái đặc tính miễn nhiễm có quế của các pháp động, của các pháp tịnh ảo đồng sanh thôi, nó miễn nhiễm. Như vậy cũng đã đủ rồi. Nhưng mà chúng ta nhớ là khi mà chúng ta học, chúng ta biết được tàm quý nó có cái sức mạnh thắng thế, áp chế được cái pháp kịch là bất thiện đó, thì chúng ta phải, cho nên chúng ta phải nhớ rằng nếu như chúng ta phát huy để biến nó trở thành một cái pháp môn hỗ trợ cho việc tu tập thì đó là tốt thôi. Lúc đó chúng ta sẽ trở thành người có lòng tàm, có lòng quý. Còn bình thường thì khi mà chúng ta khởi lên cái tâm tịnh hảo như tâm thiện, tâm quả, dục giới vân vân, hay quả sắc giới, vô sắc giới, thì đương nhiên ở đó cũng có tâm sở tàm, tâm sở quý. Nhưng mà tâm sở tàm, tâm sở quý ở trong cái tâm tâm vũ khí đó chúng ta không có định nghĩa gì vậy. Còn vô tàm vô quý vô tàm vô quý là hai cái đặc tính, hai cái thuộc tánh pháp bất thiện mà chúng ta gọi đó là bất thiện biến hành, si vô tàm quý phóng dật. Khi mà tâm tham sanh khởi, hay tâm sân sanh khởi, tâm si sanh khởi, thì ở trong tâm tham đó nó có những cái thuộc tánh mà căn bản là si vô tà quy phóng dật. Khi có mặt vô tà vô quý thì những cái phiền não khác nó có thể sanh khởi mà không có cái gì để mà ngăn chặn, để mà ức chế được. Thế là mặc sức tham sân si mạn nghi tà kiến là tung quỳnh ở trong cái tâm đó. Cũng như ở trong triều đình của một vị vua, và trong đó các quan không có những cái quan trung, không có những trung thần, mà chỉ toàn là định thần thôi đó. Vua tàm quý cũng giống như là cái loại định thần thôi quý vị. Thì lúc bây giờ nó sợ rối ren, cái tâm bất thiện nó bị rối ren là chính do vô tà quý. Cái trạng thái đó chúng ta phải hiểu. Nên chi khi mà chúng ta thường xuyên sống bằng cái tâm tham sân si thì chúng ta coi chừng là chúng ta bị nhiễm bất thiện lúc nào, nhiễm phiền não lúc nào chúng ta không hay. Bởi vì nó thiếu cái chất miễn nhiễm, thiếu cái chất miễn nhiễm ô uế của phiền não. Đó là những điều mà chúng ta cần phải hiểu nói về cửu lực. Bây giờ chúng ta lại nói qua tứ trưởng. Chattaro Adhipati. Chữ Adhipati ở đây chữ Adhi tức là trội, nổi bật. Còn nếu mà chúng ta viết chữ Ahi, như bị biết chữ Ahi, chữ Ahi ở đây tức là rắn,
còn viết như thế này đó. Chữ a thí một tiếp đồng ngữ có nghĩa là nổi bật, nổi trội. Cái chữ bát tí ở đây có nghĩa là chủ cả. Do đó ghép chung lại chữ a thí bát tí xài ở trong cái nghĩa của thắng pháp đó, có nghĩa là trưởng, có nghĩa là trưởng. Như là Adhipati Pachyo tức là trưởng duyên. Không, không. Còn cái nghĩa thông thường cho Adhipati là cái người trưởng, cái người trưởng đoàn hay là chủ tế. Thì tấm dịch sang cái dịch tùy theo cái ngữ cảnh. Còn khi mà chúng ta học trong thắng pháp thì nghĩa Adhipati có nghĩa là trưởng, là cái pháp mà nó nổi bật, nổi cộ. Hay chúng ta gọi là yếu tố chủ lực. Khi mà chúng ta nói về bốn pháp trưởng đó, thì chúng ta lại liên hệ đến tứ như ý túc ý chí bà đá, là dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc, thẩm như ý túc. Cái tên gọi nó cũng giống như là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng vậy đó. Nhưng mà khi bốn pháp trưởng đó nó trở thành cái nền tảng cho thành tựu thì chúng ta gọi đó là bốn pháp như ý túc, nó thuộc về cái lĩnh vực của cái pháp tịnh hảo rồi. Chúng ta sẽ học tới trong tương lai. Còn bây giờ khi mà chúng ta nói bốn pháp trưởng đó thì chúng ta cũng nên hiểu là ở đây đang nói trong cái phạm trù gọi là hỗn hợp trưởng thiện, trưởng bất thiện, nó phối hợp. Thí dụ như chanda thipati dục trưởng, nếu có người vì một cái hoài bão, một cái lý tưởng tốt đẹp phụng sự cho nhân loại, hay là một cái sự ước muốn để làm các cái điều thiện, một cái ước muốn để bố thí thế giới vân vân, thì cái ước muốn đó nó trở thành cái sắc gọi là dục trưởng, khiến cho người đó thành tựu được cái thiện pháp. Nhưng mà một kẻ trộm, một khi mà nó muốn móc túi người ngồi bên cạnh, thì lúc bây giờ do cái dục trưởng đó, do cái sự ước muốn đó, nó làm cái yếu tố chủ lực để nó giúp cho hành động. Mình muốn làm cái gì, mình làm việc gì cũng phải nhờ có sự ước muốn, phải khởi lên cái tâm muốn. Ngay cả khi mình đang ngồi như thế này, mình đứng lên đi uống miếng nước cũng phải có sự ước muốn. Mình phải muốn đứng lên, phải muốn uống nước khi mà bị khát. Thì lúc đó đó, thành đắc, dục, cái muốn đó, đó nó trở thành trưởng, nổi bật. Hoặc là có cái trường hợp khi mà làm việc thiện, việc xấu hay việc tốt gì nữa,
thì đôi khi không phải do muốn mà làm, mà chính do cái sự năng động. Chúng tôi cố gắng chúng tôi dùng từ để tránh đi hiểu lầm, bởi vì đối với pháp bất thiện đó thì chúng ta không nói là cái sự tinh tấn được, chúng ta không nói sự tinh tấn được, hay là chuyên cần chúng ta không nói được, mà chúng ta phải dùng cái tiếng gọi là năng động, hiếu động. Một người họ làm cái điều ác, họ phải có cái sự năng động họ mới làm được. Muốn đi săn bắn, đánh cá, hoặc là đi ăn trộm hay đi ăn cướp, họ phải có sự năng động, tâm họ phải năng động ở trong cái công việc đó, nó mới chỉ huy để mà làm được. Cũng như một người muốn tu tập, muốn bố thí, muốn giữ giới, muốn tu tập bố thí giữ giới vân vân, làm được cái việc đó là do nhờ cần trữ, do nhờ cái sự năng động của tâm nó làm cái điều kiện thôi thúc. Và thứ ba nữa là tâm trưởng, những trường hợp không phải do dục trưởng, không phải do cần trưởng, mà là do cái sự quyết tâm. Khi mà làm cái việc đó đó, có người không phải họ muốn làm, họ làm cái công việc thiện hay ác đó cũng không phải là do họ, cái tâm của họ năng động để mà làm, nhưng mà vì khi họ suy nghĩ, họ tác ý đến cái việc đó rồi thì họ phải thực hiện cho bằng được. Cái thẩm trưởng đó thưa quý vị, phải lấy cái tâm động lực, động lực cho quanh nát ở đây, cho quanh nát chúng ta ở đây là chỉ cho tâm bất thiện và cái tâm thiện. Những cái tâm động lực này phải với điều kiện là đa nhân. Đa nhân tức là phải có từ 2 đến 3 nhân tương ưng. Như là tâm tham, tâm sân, thì tâm tham có 2 nhân tương ưng, thì gọi là tham và si, nhân tham nhân si. Tâm sân thì có sân và si. Như vậy 2 nhân đó nó mạnh. Chứ còn như tâm nhất nhân là như là tâm si phóng dật, si bội nhi chẳng hạn, tâm nó cũng yếu, nó không có thể quyết tâm được, không có tác ý mạnh được. Còn nói về cái tâm tịnh hảo đó, thì luôn luôn là đa nhân, bởi vì 91 tâm tịnh hảo trong đó đã có 12 cái tâm, 12 cái tâm ly trí, tịnh hảo ly trí, 12 tâm tịnh hảo ly trí thì cũng còn 2 nhân là vô tham vô sân. Còn những cái tâm tịnh hảo
ông khác thì nó tam nhân, có vô thâu sân vô si, tức là 79 tâm. 79 tâm cũng là 79 cộng với 20 ra 91, 91 tâm tình hảo. Thì như vậy toàn bộ tâm tình hảo đều là động lực đa nhân hết. Động lực tình hảo là động lực đa nhân hết. Còn động lực bất thiện thì chỉ có 10 cái động lực, 8 tham 2 sân đó, thì mới là động lực đa nhân. Còn động lực si thì chỉ là nhất nhân thôi. Thì có trường hợp tâm làm trưởng, những cái tâm đa, động lực đa nhân này làm trưởng. Rồi thống trưởng, chữ vi măng sa ở đây đó, vi măng sa thi bạch tí, vi măng sa ở đây là chỉ cho trí tuệ. Thì khi mà đề cập đến trí tuệ, nó cũng có cái vấn đề nữa, nó hơi lắc léo một chút xíu thưa quý vị. Chúng ta thường hiểu trí tuệ là một thuộc tánh tình hảo, và trí tuệ nó chỉ tương ưng với 79 tâm động lực đa nhân thôi, tâm tình hảo đa nhân thôi. Mà nếu nói về động lực đa nhân, động lực tình hảo đa nhân thì chúng ta có bốn đại thiện hợp trí, bốn đại quả hợp trí là nhiêu, là 8, 18 thiện và tốt đáo đại, 9, 9, 18 thì 18, 18 là 26, cộng thêm 40 tâm siêu thế nữa là 66, 66 động lực đa nhân, động lực hợp trí. Thì cái chuyện đó thì dễ quá rồi. Cái chuyện mà thẩm trưởng trong trường hợp đó thì dễ quá. Nhưng mà chúng ta đang nói trên phương diện gọi là câu sanh duyên. Cái trí tuệ mà nó đồng sanh với các cái danh pháp tương ứng với nó, bằng cách là tương ưng hữu tương duyên, tương ưng duyên hữu tương duyên, thì cái điều dễ hiểu. Nhưng mà chúng ta cũng còn phải chú ý cái chỗ này một chút, là có đôi khi một người mà họ làm cái điều bất thiện như là họ điên trộm khéo, không để cho người ta phát hiện, điên cướp, phải khéo léo như thế nào để cho trót lọt, để không bị bắt, vân vân. Thì nó có cái sự can thiệp của thẩm trưởng trong đó, của trí tuệ trong đó. Cái chuyện này quý vị nghe nó lạ, nhưng mà thưa quý vị, khi nói đến vấn đề trưởng thì quý vị khoan phê phán đã. Chừng nào mà tôi nói thẩm như ý túc thì lúc đó là chúng ta mới phản kháng, phản ứng. Còn bây giờ đang nói về trưởng thì có sức mạnh cũng được. Ra đời đó, người nào mà khôn ngoan thì người đó là xảo quyệt, xảo quyệt. Khôn ngoan xảo quyệt đó thì họ làm những cái việc
mà chúng ta cho rằng bất lương bất thiện đó, thì nó cũng trót lọt. Muốn gạt người khác mà nó có cách để nó khéo, thì trong lúc đó đó lấy tuệ làm trưởng. Nhưng mà làm trưởng lúc bấy giờ nó lại là trợ cho cái hành động bất thiện bằng cách là bắt cái tôn bất đích giác với chế giác, là thường cận y duyên. Mấy cái này lý nó sâu lắm thưa quý vị, rắc rối cuộc đời ở chỗ đó. Nhưng mà chúng ta cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Ngồi lại hay trong quan nghi nào để chúng ta bình tĩnh, để mà chúng ta suy tư, thì chúng ta sẽ thấy cái trường hợp này nó dễ, không có khó, không có khó hiểu đâu. Tại vì chúng ta cứ là cái nào ra cái đó. Quý vị thấy nít trẻ con khi mà nó học vẽ, khi nó vẽ cảnh đó, cái tàn cây thì nó quệt nguyên một màu màu xanh, ở thân cây nguyên một màu xám, rồi đất nguyên một cái màu nhạt. Cho nên khi vẽ vào thì chúng ta thấy nó ngộ nghĩnh lắm. Nhưng mà đối với một họa sĩ thì họ phải vẽ bằng cách nào để cho nó lan màu, nó lan màu. Bởi vì trên thực tế chúng ta nhìn ở xa, chúng ta đâu thấy phân biệt được giữa cái thân cây với cái tàn cây, hay là cái gốc cây với mặt đất đâu. Người ta làm sao để cho nó lan màu, từ cái màu đó nó biến sang màu khác, cái thấy như là bóng tối của cái ụ đất hay của cái rễ cây. Thấy rõ ràng là cái rễ cây đó, nhưng mà nhìn ở xa chúng ta thấy trông như thật gì. Cũng như khi mà chúng ta học Phật Pháp đó, chúng ta phải chú ý ở trong cái Pháp mà gọi là tác yếu về bất thiện, thì nó có ranh giới hẳn hồi. Tác yếu về Bồ Đề Phần đó, thì có ranh giới hẳn hồi giữa cái thiện và cái ác. Nhưng mà cái tác yếu về hỗn hợp đó, thì nó lại có cái sự pha lẫn. Nó có sự pha lẫn mà trong cái ngành hậu quả người ta gọi là lan màu. Khi mà người ta bắt những cái bóng đèn đó, người ta bắt chung nhiều cái bóng đèn LED, ở trong đó có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, thì khi mở cùng một lúc như vậy thì nó không thành màu xanh, không thành là màu vàng, không hẳn là màu đỏ, không hẳn là màu trắng, chúng ta gọi là nó lan màu. Thì cái sự hỗn hợp như vậy, pháp nào cũng có cái sự hỗn hợp, nhất là cái pháp hiệp thế. Các pháp hiệp thế, thí dụ như chúng ta nói cái trí tuệ, cái trí tuệ hiệp thế đó thưa quý vị, nó lại dễ bị lan màu, tức là nó ảnh hưởng đến, nó làm duyên cho cái pháp bất thiện sanh khởi bằng cách thường cận y duyên cũng có như thường. Thường cận y duyên cũng có như thường. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng là lấy trí tuệ làm trưởng, đừng nghĩ rằng chỉ có tu tập mới có trường hợp thẩm trưởng. Không đâu. Cái thẩm trưởng đó, cái trí tuệ làm trưởng, lớn mạnh trí tuệ nổi trội đó,
nó cũng có thể nó làm lan tỏa đến cái pháp bất thiện. Quý vị thấy những nhà chính khách hay là những bậc quân sư, những quân sư như là Khổng Minh rồi chẳng hạn, hay Tào Tháo, ai nói rằng cái mưu kế họ đưa ra để mà họ chống chọi với quân địch, cái mưu kế đó không phải là trí tuệ đâu, không ai thừa, không ai phủ nhận được rằng là cái mưu kế của những vị quân sư quân sự đó cũng là trí tuệ, họ lấy trí tuệ làm trưởng. Nhưng mà trí tuệ đó nhằm cái phục vụ cho cái việc sát sanh, vân vân. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta cũng phải hiểu là các pháp hữu vi nó rối, duyên trợ nó rối như tổ kém. Cho nên chúng ta học Phật pháp, chúng ta phải thật bình tĩnh và dùng cái trí tư để chúng ta suy nghĩ. Và nhất là chúng ta phải loại bỏ cái thiên kiến, cái định kiến. Đừng cho rằng tôi suy nghĩ như vậy, tôi thấy như vậy, chỉ có tôi là đúng thôi. Hay mà chúng ta còn bị cái định kiến như thế đó, thử thực chất vượt kiểu đó là chúng ta không thể nào hiểu bài học thắng pháp thôi. Bây giờ chúng ta lại qua đến tứ thực, là cái đề tài cuối cùng. Tức là bốn món ăn. Và Đức Phật này kể rằng Sape Sata Aharapitika, chúng sinh duy tồn nhờ vật thực. Và ở trong bài kinh Chánh Chi Kiết Trung Bộ Samayati Sutta thì tôn giả Sariputta này cũng có nhắc đến một vị thánh đệ tử mà biết rõ về tứ thực, như vậy cũng gọi là có chánh kiến. Biết rõ chúng sinh mà duy tồn nhờ Phật thực, đó cũng là chánh kiến. Không phải chuyện đơn giản được. Ở đây danh sắc được hình thành nhờ pháp nào thì pháp đó gọi là thực hay là thức ăn. Trước hết là chúng ta nói đoàn thực Kapalinkarahara. Chữ Kapalinkarahara hay Kapalikarahara, Kapali gì cũng được đó. Có nhiều sách xài. Và ngay từ điển tự ngữ Phật học cũng xài cả hai. Chữ đoàn thực ở đây là thức ăn nhai nuốt. Nhưng mà chúng ta nhớ như thế này, là cái thức ăn nhai nuốt như là cơm, nước, bánh trái, hạt, củ quả. Ở bên ngoài người ta chế định là thức ăn. Cỏ dại mọc ở trên đường đó,
ở trong cái khu vườn của chúng ta nó có những cái loại cỏ, cỏ dại, cỏ quan nó mọc. Nhưng mà ông bà xưa của chúng ta đó, dùng nhai thử thấy không chết, cho nên gọi đó là một cái thứ rau. Rồi trong những bữa ăn mới hái cái thứ thứ rau đó, cái rau dại đó, luộc hoặc là ăn sống, ăn cũng khỏe nhưng không chết thôi. Thế là từ đó về sau thì cái cỏ dại đó đó được chế định thành rau, chế định rau, mà rau là một trong những thực phẩm chế định nữa. Nhưng đến khi ăn vào rồi đó, nhai nuốt vào rồi thì bắt đầu ở trong cơ thể chúng ta nó gạn lọc lại, nó trở thành ô chá. Ô chá tức là cái chất dưỡng tố. Cái chất dưỡng tố này chúng ta gọi là vật thực nội. Thì cái vật thực nội đó nó cũng nuôi dưỡng, nó cũng nuôi dưỡng thân được, nó làm cho phát triển cái thân xác được. Thì như vậy cái loại vật thực thứ nhất chúng ta gọi là đoàn thực. Đoàn thực này nếu mà chúng ta học về duyên hệ thì nó có cái gọi là sắc vật thực duyên, hay vật thực hiện hữu duyên, vật thực bất ly duyên. Còn ba cái loại vật thực sau tức là xúc thực, tư thực, thức thực. Thì ba loại sau đó gọi là câu sanh hay là danh vật thực duyên, chúng ta gọi danh vật thực duyên. Xúc thực phát xa hà ráng, cái tâm sở xúc đó nó cũng quan trọng lắm thưa quý vị. Nhưng mà bắt đầu từ xúc thực, tư thực, thức thực đó, cái này không phải là cái thức ăn nhai nuốt được, mà cái này chỉ là một cách nói nôm na, một cách nói nôm na thôi. Phát sát bát chi gia vedana, thọ khởi lên là do duy xúc, tức là khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc và khởi lên cái tâm nhãn thức, căn cảnh là thức, tụ hội lại thì gọi là xúc, nhãn xúc hoặc nhĩ xúc và tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, rồi duyên cho thọ. Hãy có xúc thì mới có thọ được, thì cái đó chúng ta gọi là xúc thực. Từ cái chỗ mà xúc thực đó, đó chúng ta phải tu tập, chúng ta phải xét nhiều cái khía cạnh nữa. Ở trong thân tịnh đạo khi mà đề cập đến xúc thực đó thưa quý vị, là dẫn chứng nhiều trong cái điểm mà Đức Phật đã dạy, nhưng mà ở đây chúng tôi cũng không nói nhiều. Rồi tư thực, tư ở đây tức là sanchitana,
hara, sajitana hara. Cái tâm sở tư đó là thức ăn cho tâm quả hiện thế và sắc nghiệp. Cái chỗ này vì ở trong cái sách giáo khoa Thắng Pháp tiểu học đó, thì các ngài giảng giải, các ngài nói với chi pháp như vậy, nhưng mà qua cái duyên hệ đó thì nó lại khác một chút xíu, rộng hơn. Thế mà khi nói đến cái tâm sở tư, nói đến cái tâm sở tư mà nó phối hợp với các cái pháp đồng sanh, nó phối hợp với tâm thì nó trợ cho các pháp đồng sanh đều bằng cách là câu sanh vật thực duyên hay là danh thực duyên. Nói rộng lắm chứ không phải chỉ riêng có cái trường hợp thức là chi pháp tâm sở tư ở trong tâm bất thiện, tâm thiện thì thế không đâu. Cái này nó cũng còn có nhiều cái sự lấn cấn cho quý vị trong cái cách giải thích và trình bày chi pháp. Nhưng mà chúng ta học đến đâu chúng ta sẽ giải tỏa đến đó, chứ còn nếu không thì chúng ta nói một cách mênh mông. Học tiểu học và nói mênh mông kéo dài đến trung học đến cao học Thắng Pháp thì trường hợp này là hễ mai mốt nghe nói đến học cái môn Thắng Pháp là quý vị bỏ chạy hết, lớp không còn ai hết. Cho nên học bớt bớt lại đi. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nhớ một điều là tư tâm sở ở trong tâm bất thiện hay tâm thiện, nó trở thành cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Chetana thiết quy công ăn quà đa bí này, các thiệt theo như lo nói nghiệp tức là cái sự quý là tư, mà chính cái tư đó nó tác thành nghiệp để nó tạo ra vipakacitta, tạo cái tâm quả và kamma kammacarupam, tức là sắc nghiệp cho đời sau. Hãy đời này tư thiện tư bất thiện khởi lên hành động thiện hay là ác thì đời sau bắt đầu nó sanh ra quả. Cho nên tư giống như là vật thực của thức ăn cho cái pháp quả gì đó. Và cuối cùng là thức thực, vinyana hara. Thức thực ở đây là thức muốn. Nhưng mà ở đây thức thực được nói rõ hơn chi pháp là thức tác trái tới tục patisanthi nguyên nha năng. Bởi vì vô minh duyên hành, hành duyên thức thì lấy cái thức này làm thức ăn cho danh sắc. Thức duyên danh sắc, danh ở đây là các cái tâm sở, là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Và sắc ở đây tức là sắc quẩn, tức là sắc nghiệp tái tục. Cái trường hợp này cũng cũng nhiều kê lắm thưa quý vị. Khi mà chúng ta học những cái này đó, chúng ta phải có sự kiên nhẫn và chúng ta phải biết suy tư. Và khi nào chúng ta có những điểm gì thắc mắc thì chúng ta liền đi hỏi, chứ chúng ta đừng có vội nóng nảy chán nản, hoặc là chúng ta phản kháng liền thì làm cho chúng ta mất cái lợi ích. Ngay cả như
ở trong những bộ sách được giảng giải về thắng pháp, như là bộ ở cái thâm bát thất sanh há thắng pháp tập luận. Và trong thắng pháp tập cái luận đó thì ngoài hai cái bản dịch của Hòa thượng Minh Châu dịch và chú thích, rồi ngài Narada ngài cũng dịch và chú thích bằng tiếng Anh, rồi bác Phạm Nghiêm Khánh dịch ra tiếng Việt. Nhưng hai bản đó thì chỉ là đại đại khái thôi, nhưng mà thắng pháp được ý lượng mà chi tiết đó, là của ngài, trước hết là của ngài Sắc Thâm Mắt Chưa Thích Cá, rồi học trò của ngài Sắc Thâm Mắt Chưa Thích Cá tức là ngài San Thích Thích Chô, tức là ngài Tịnh Sử. Ngài về ngài cũng soạn thảo, ngài viết ra. Rồi thắng pháp tập cái lượng cũng được giải thích bởi ngài Silananda và những cái vị khác, như là ngài Nanda Mala Thi Quan Sát. Thì khi mà chúng tôi đọc qua những cái tài liệu đó, để chúng tôi góp nhặt những cái tinh hoa của các vị mà soạn cho cái quyển Toát Yếu Abhidhamma này, thì chúng tôi thấy ở trong đó các lời giải có những điểm giống nhau, nhưng có những điểm nó lại khác nhau chút. Thế là bây giờ phải dùng cái trí tư của mình, cái sở học của mình để mà chiêm nghiệm được. Mà nhờ như vậy đó, mình im lặng mình chiêm nghiệm, cho nên mình mới phát hiện ra nhiều nhiều trường hợp. Cho nên các Phật tử chúng ta đừng có nản. Thì hôm nay khi chúng tôi trình bày đến đây cũng đã hết, đã hết bài và cũng đã quá giờ. Và đến đây thì chúng tôi xin dừng lại. Còn cái thời gian 30 phút còn lại xin cung kính Thượng tọa Giác Nẵng, Thượng tọa Tài Nguyên. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình sư tập tiểu sư với Phật Thoại hôm nay, và xin kính sư huynh đề nghị phần còn lại thì sư đề và chư tăng sẽ phụ trách. Kính bạch chư tôn đức và thư quý Phật tử, hôm nay chúng ta học về ba đề tài. Đề đầu tiên là khi mình nói về cửu lực là chúng ta nói về những cái pháp có cái thế mạnh. Khi mà chúng ta nói về tứ trượng thì chúng ta nói về các pháp có cái khả năng nổi trội hay là dẫn đạo. Khi mà chúng ta nói về tứ thực là chúng ta nói về những cái pháp mà nó là cái yếu tố duy trì sự tồn tại của các pháp. Chúng tôi muốn nói lên một điều mà trước kia chúng tôi đã rất nói nhiều lần trong các giáo trình thắng pháp đó là khi chúng ta học thắng pháp chúng ta nên học như là một môn khoa học tự nhiên hơn là một môn luân lý đạo đức. Ở trong khoa học tự nhiên thì sự thật thế nào chúng ta ghi nhận như vậy, và đây cũng là một điểm rất là thú vị. Chúng tôi muốn quý Phật tử có một vài cái hình dung như vậy là thông thường chúng ta hay quan trọng một người nào đó do cái chức vụ. Chúng tôi lấy những cái ví dụ là nhiều năm chúng tôi làm trong cái hội Thống Nhất ở trong một cái hội nghị, ở trong một cái đại hội đó,
Thì quý vị thấy ở trên là có bàn chứng minh, rồi bàn chủ tọa, rồi ở dưới là các thành viên hội họp. Sắp xếp thì có trên, có dưới, có trước, có sau như vậy. Nhưng mà gọi là những người có thế lực thì khác, mà cái người ngồi là khác. Có nhiều khi ngồi ở trên cao như một vị hòa thượng chứng minh thì lại không có cái thế lực để xây trở thành thế nhiều. Mà có những người ngồi tốt ở góc phía sau đó mà lại có cái thế lực rất là mạnh. Ở đây chúng ta nên hiểu rằng các pháp nó không có chỉ đơn giản là một khía cạnh là nói hết. Hay nói một cách khác là hiện nay ở tại Quốc hội Hoa Kỳ thì có một vị thượng nghị sĩ. Ông này là thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ, đó là ông Joe Manchin. Ông này là thượng nghị sĩ từ tiểu bang West Virginia. Nói về tài thì ông này không có tài lắm, mà cũng phải nói là ông này ông có một cái có cái tính hơi là quái hơn là những người khác. Và ông đang có cái thế rất là mạnh. Mặc dù ông là một thượng nghị sĩ có mặt ở trong Quốc hội Hoa Kỳ khoảng chừng 10 năm trở lại đây, thì không phải là dài. Tại sao ông mạnh? Đơn giản là cái số thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa thì tương đương với nhau, mà Đảng Dân Chủ chỉ được hơn có một phiếu thôi, đó là phiếu phó tổng thống. Và bởi vì trên lệch có một phiếu đó, thì nếu có một người nào mà xé lẻ thì kể như đảng thua. Mà cái người mà sẵn sàng xé lẻ đó tức là ông Joe Manchin. Ông Joe Manchin thì lúc mà thương lượng để thông qua một đạo luật gì đó thì tổng thống Joe Biden và bị lãnh tụ của Đảng Dân Chủ ở tại Thượng viện là phải thương lượng với ông thượng nghị sĩ này, ông Joe Manchin. Mặc dù ông không là cái gì cả, nó không là gì cả cũng quá, nhưng mà ông không phải là một thượng nghị sĩ xuất sắc, nhưng mà ông có cái tính là hay xé lẻ mà mình phải nói chuyện với ông. Thì không có thương ông được. Mình nói, có thương, ví dụ một người nào mà mình nói, ông có cái tật xé lẻ đâu phải là cái tài. Không, xé lẻ đó không phải là cái tài, nhưng mà ở trong vị thế này rất quan trọng. Tại vì trên lệnh chẳng có một phiếu rồi, nhưng mà ông đứng ở phía Cộng Hòa là dân chủ là tiêu rồi. Tôi thấy thì ở trong sinh hoạt của giáo hội, sinh hoạt tổ chức đó, có nhiều khi lạ lắm thưa quý vị, cả một đám đông người nhưng mà phải lệ thuộc vào một người. Người đó họ có cái thế. Cái thế thì sao? Là nếu mà mình không nghe họ thì họ làm trận làm thượng, mà họ làm trận làm thượng thì nó làm hỏng đi công việc. Thành ra khi mà mình làm việc thì để ý người đó chút xíu. Để sao? Để người đó không có làm trận làm thượng thì mọi việc nó suôn sẻ đi. Thì ở đây nó lại là một cái chuyện mà chúng ta phải nghĩ là chủ lực là cái có thế có thần. Dạ, nó có thế có thần. Cái này là cái mà chúng ta phải để ý. Và rồi có một điểm sâu hơn nữa mà chúng ta cũng phải để ý là, thí dụ như mình nói là tàm lực quý lực và vô tàm lực vô quý lực. Có lẽ là rất hiếm khi mà chúng ta đề cập đến vô tàm vô quý mà nó trở thành một cái chi pháp nổi trội. Thường là nó nằm ẩn ở trong cái mà chúng ta gọi là si phần. Nhưng mà cái vô tàm vô quý này đó, nó không đơn giản là không biết hổ thẹn và không biết ghê sợ, mà vô tàm vô quý đó, nó còn là một cái sự ngổ ngáo, nó còn là một sự ghen ngang. Và sự ngổ ngáo ghen ngang đó nó trở thành một cái thế mạnh. Thí dụ như là bây giờ con người họ sống và đến cái thái độ bất chấp khi họ làm việc ác, họ sẵn sàng chửi nhau. Và khi mà họ đã đến thái độ ngổ ngáo hồi chửi nhau như vậy rồi đó, thì nó sanh ra một sự ỷ lại, và họ tin vào đó là một thế mạnh, một quả thật là họ mạnh. Cái này là cái rất là khó. Có ví dụ như là chúng tôi nói là một vị tu sĩ mà mình nói những lời nói nặng là nó là bất xính. Nhưng mà có những vị tu sĩ chuyên môn là đưa ra những lời giao to búa lớn, nặng nhẹ người này nặng nhẹ người kia lâu ngày đó, thì nó trở thành một cái lực.
hay là quý vị thấy ở trong cộng đồng người Việt, từ ở trên cộng đồng mạng hay cộng đồng bên ngoài cũng vậy, không phải là tất cả những người nào mà giao to búa lớn, không phải tất cả những người nào ngổ gáo thì người đó cũng thành công hết. Nhưng mà cũng có những người ngổ gáo đó, họ tạo thêm một cái thế của họ, và tự nhiên họ thu hút được nhiều người. Chúng tôi nhớ là cách đây nhiều năm ở Houston có một cái chương trình phát thanh đó, là buổi tối họ chuyên môn họ chửi, mà cái cô đó cũng chỉ đặt tới là chửi thì ai cũng chửi được, và cũng thu hút nhiều người nghe. Nó tạo thành một phong trào. Thành ra cái lực á, cái thế mạnh á, nó không nhất thiết nằm về lẽ phải hay là sai, hay bên này hay bên kia, mà ở trong một trường hợp nào đó nó có cái thế mạnh thì nó gọi là lực thôi. Thành ra vô tàm vô ý nó cũng là một cái lực ở trong trường hợp nào đó. Bây giờ chúng ta nói đến cái gọi là trưởng. Và quý vị thần tử nên lưu ý rằng trong cái phần mà tót yếu về tương tập đó, thì có hai cái đề tài mà chi pháp nó trùng với nhau, hoàn toàn giống nhau. Hôm nay chúng ta học về tứ trưởng, và tới chúng ta qua phần tót yếu về giác phần đó, thì nó có cái gọi là tứ thần túc hay tứ nhị túc. Thì cả hai đề tài tuy là khác nhau nhưng mà đều là dục cần tâm thẩm hết. Giờ quý vị nhớ, đều dục cần tâm thẩm, không có khác biệt gì. Nhưng mà trong cái giác phần á, thì là tứ thần túc á, thì chuyên về cái khía cạnh là cái pháp dẫn đạo mà đưa đến giác ngộ. Nhưng mà trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta học về tứ trường á, nó chỉ là mạnh mà nó mang cả ba ý nghĩa luôn, hoặc là thiện, hoặc là ác, hoặc là vô thiện vô ác, phi thiện phi ác, nhưng mà nó vẫn là cái thế mạnh. Cái thế mạnh ở đây là cái gì? Thế đi, chúng tôi thưa quý vị điểm như vậy, là trong cuộc đời này nó có những điều mà chúng ta không có kinh nghiệm thì chúng ta không thấy, nhưng khi kinh nghiệm rồi thì chúng ta thấy rất là dễ dàng. Là thí dụ như có những người họ rất là giỏi làm tướng nhưng họ không giỏi làm vua đâu. Mà ngược lại có những người giỏi làm vua, không giỏi làm tướng. Chúng ta hay lầm lẫn cái việc đó. Mình thấy người nào mà hăng hái mà năng nổ mà xông xáo, mình nghĩ là người lên là lãnh tụ được không? Cái người làm tướng khác mà làm vua khác. Lạ lắm thưa quý vị. Nếu mà, ví dụ chúng ta đọc Tông Bất Chí, nói về Lưu Bị, Lưu Bang á, mà so với cái mưu trí, với so với Khổng Minh, so với cái can mảnh của Trương Phi, hay là so với cái sự khẳng định như là Quan Công, Quan Vân Trường thì cũng có. Nhưng mà mỗi một người tướng họ có cái mạnh riêng của họ, nhưng mà bỏ họ lên thì họ là vua không được. Bởi vì Lưu Bị mới là vua. Nó lạ lắm, lạ lắm. Ở bên Mỹ đó, người ta có so qua cộng đồng đó, họ nói một điều như vậy là người Á Châu nói chung là người Việt Nam khi mình làm tướng mình rất là giỏi, nhưng mà khi mình lên làm leader thì mình ít. Thành ra người ở đây, người da trắng họ làm leader thường. Nhưng mà trong những năm gần đây á, những cái người mà trẻ Việt Nam họ lên á, thì họ đóng vai nhiều vai trò về vấn đề chỉ huy rồi, thành ra cũng tốt hơn. Nhưng mà quan trọng là cái nó gọi là cái mindset hay cái mentality, cái cá tính của chúng ta. Có những người mà họ quá xông xáo á, thì họ chỉ có thể chuyên môn một ngành nào đó thôi. Nhưng mà người chỉ huy phải có cái tầm nhìn tổng quát. Và chúng ta thường thiếu cái nhìn tổng quát. Tại vì chúng ta không có làm vô được. Ở đây khi mà chúng ta nói về tứ trưởng đó, thì chúng ta nên hiểu một điều rằng không phải pháp nào cũng có cái thế dẫn đạo. Cũng như hồi nãy chúng tôi nói, không phải cái pháp nào cũng có thế mạnh khi mà nói về cửu lực. Thì ở đây không phải cái nào cũng có thế về dẫn đạo hết. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy, là trong một tổ chức á, có những vị hòa thượng được mời lên là phó chủ tịch. Ở trên danh nghĩa nguyên tắc là phó chủ tịch hay là phó hội chủ đó sẽ là người thay thế cho vị hội chủ hay là chủ tịch. Nhưng mà có những người họ làm phó họ làm được, ngồi đó đi chứng minh được đạo mạo nghiêm trang hay làm được, nhưng đưa lên làm trưởng là hư sự. Có những vị làm tổng thư ký làm rất là tốt, nhưng mà leo lên đó, làm tăng thống hay là làm chủ tịch thiển tiêu. Tại vì vị đó họ nghiêng về mặt tài, họ nghiêng về mặt đích.
hay là họ nghiêng về cái chuyên môn mà họ không nghiêng về cái tổng quát. Thành ra khi mà chúng ta nói pháp tứ trưởng á, và tứ trưởng ở đây tức là chúng ta nói rằng có những pháp mà nó có cái thế dẫn đạo, và có cái thế nổi trội mà hơn là những cái thứ khác. Cái chuyện này thì chúng ta rất là khó nói, nhưng mà bên Mỹ thưa quý vị, thường thường người ta có cái cách làm việc như vậy là những có những công ty rất là đông đảo người, và trong những công ty đó, đó thì họ chia ra thành nhóm, thì họ có group leader, và người làm group leader đó không nhất thiết là một chuyên gia. Một người làm group leader đó không nhất thiết là một người giỏi về một cái ngành nào đó, mà group leader là người có thể nói chuyện với tất cả mọi người. Lạ lắm, có nhiều người đó họ rất giỏi nhưng mà họ không làm leader được. Họ rất giỏi nhưng mà họ không thể nói chuyện với mọi người được. Họ rất giỏi nhưng mà họ không có nắm được. Chúng tôi nhớ là hồi xưa chúng tôi có coi một vài cái tài liệu đó, là có cái thời ở biển Đông của chúng ta, ở Hải Nam đổ xuống có một nhóm cướp biển cuối đời nhà Thanh đó. Thì cái người cướp biển, cái nhóm cướp biển này có nhiều tàu đó, họ có cả mấy trăm chiếc tàu, và cái đầu đảng của họ lại là một phụ nữ, và phụ nữ đầu đảng. Thì chúng ta nói như vậy, nói về cái sức mạnh thể lực cũng chưa chắc á, là nguyên cả nhóm không có người nào mạnh hơn người phụ nữ đó, hay chưa chắc trong nhóm chưa có, không phải là trong nhóm không có người nào mà có cái tài trí, nhưng mà ở trong cái trường hợp nào đó, trong cái thế, trong hoàn cảnh nào đó, thì cái nhân vật đó lại làm lãnh tụ mà không phải là nhân vật khác. Dạ. Thí dụ bây giờ mọi người nói là đa số đảng Cộng Hòa là đều là đi theo ông Trump hết, nhưng mà không phải là trong đảng Cộng Hòa chỉ có mình ông Trump mới làm tổng thống được. Đảng Cộng Hòa cũng giỏi, nhưng mà cái lúc đó, cái thời đó, cái khuynh hướng đó, thì cái người đó ra để nắm tất cả mọi thứ. Thành ra khi mà chúng ta học cái này cũng rất là vui. Tại sao đôi khi chúng ta đặt vấn đề là tại sao nhiều pháp, tại sao ít nhất là chúng ta nói về thuộc tánh, chúng ta nói về 52 thuộc tánh, 52 tập sở, nhưng mà tại sao chỉ có 4 pháp lại làm trưởng? Dạ, ở trong 4 pháp làm trưởng đó, ngoài từ chúng ta từ cái tâm ra, thì dục cần và thẩm nó là 4 cái thuộc tánh. Ở đây nó lại là một điểm thú vị mà chúng ta phải đặt là tại sao chỉ có 9 pháp này là có cái thế mạnh gọi là cửu lực, mà không là những pháp kia. Những pháp kia cũng có vậy. Thì những câu hỏi hay là câu trả lời nó sẽ cho chúng ta thấy một cái gợi ý. Dạ, một cái gợi ý rất là thú vị. Dạ, rất là thú vị khi chúng ta học về thẩm pháp. Bây giờ thì chúng tôi muốn nhắc tất cả quý vị một điều là đề tài về tứ thực, và hay là bốn cái dưỡng tố, nó bốn cái chất duy trì, bốn cái yếu tính duy trì thế gian này đó, nó là một đề tài lớn nhất, không phải là đề tài nhỏ. Dĩ nhiên hôm nay chúng ta học qua phần tối yếu về hỗn hợp thì có thể là mình hỏi nó là một đề tài trong bao nhiêu đề tài, nhưng mà đây là một đề tài rất lớn. Đề tài này nói về cái sự tồn tại của vạn hữu, mà trong cái nhìn của Phật học, và thứ nhất là chúng ta nói về những dinh dưỡng của vật chất, và dinh dưỡng vật chất dù là cơm bánh đối với thân của chúng ta, hay là phân nước đối với cây chuối, ánh sáng mặt trời nó cũng là một thứ dưỡng tố về vật chất. Và quý vị đừng quên, không phải cái gì mình ăn vào cũng gọi là đoàn thực, đoàn thực bao gồm nhiều thứ, nhưng mà nên hiểu đoàn thực là tất cả những cái chất dinh dưỡng đi duy trì vật chất, dù là hữu cơ hay là vô cơ, vật chất đều tồn tại qua cái một dưỡng tố, không có dưỡng tố thì nó không tồn tại được. Và điều thứ hai, thứ ba, thứ tư, và chúng ta nói về xúc thực, chúng ta nói về tư niệm thực, nói về thức thực, thì ở đây là những cái sự tương tác, mà những sự tương tác đó nó lại có một cái cách để duy trì. Thí dụ chúng ta nói về xúc thực căn bản đó là sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức, nhưng mà ở đây chúng ta phải nói là cảnh nuôi tâm. Dạ. Tâm không thể tồn tại mà không có cảnh. Dạ. Thì ở đây đó, tâm tồn tại cảnh qua cái sự gặp gỡ của căn cảnh và thức. Thì cái xúc thực này nó đơn giản như là ví dụ chúng ta có mắt, có tai, có mũi, lưỡi, thân, ý, thì chúng ta có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Mà thấy, nghe, ngửi, đụng, suy nghĩ thì chúng ta cũng phải có sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Cảnh đó nó luôn luôn
nó có cái tác động lớn đối với tâm của mình. Vì vậy, đôi khi chúng ta cần đổi cảnh. Tại sao người ta cần đi nghỉ hè? Tại vì thay đổi cảnh đó, nó làm tâm chúng ta khác đi. Yeah. Tại sao chúng ta cần vào chùa? Tại sao chúng ta cần vào thiền viện? Cái cảnh nó lại khiến cho cái tâm thức nó khác. Nên chúng ta đừng nói, đừng coi thường về cái gọi là intake. Cái input nó quan trọng cũng như cái output vậy. Đấy là cái gì mà chúng ta bỏ vào thân, bỏ vào tâm của mình. Mình không thể nói rằng mình ăn tất cả thực phẩm đều giống nhau. Có những thực phẩm healthy và không healthy, tức là lành mạnh và không lành mạnh. Có những thứ mà đem vào trong tâm của mình, nó lành mạnh hay không lành mạnh. Thật ra cái xúc thực ấy, là cái mà chúng ta nên hiểu trong cuộc sống. Yeah. Con người chúng ta mà quý vị thấy rằng các em nhỏ mà cứ coi phim bạo động bắn giết thì các em cũng bạo động bắn giết. Chúng ta nghe Mạnh Mẫu, câu chuyện mẹ của Mạnh Tử rồi. Và thấy con ở chỗ nào, tiêm nhiễm chỗ đó, tại dời chỗ ở. Thì vì vậy cái xúc thực là cái mà chúng ta để ý, là cái cảnh nuôi tâm. Cái tư niệm thực là cái tư niệm tạo tác, hay là cái chủ tâm tạo tác ấy, nó là nuôi dưỡng cái sự luân hồi. Ở đây trong cuộc đời sống này, chúng ta luôn luôn phải hỏi rằng cái chaitana, cái tư niệm của chúng ta là cái gì. Thí dụ như Đức Phật ngày dạy chúng ta những cái căn bản là mình nên nghĩ đến muôn loài chúng sanh bằng cái tâm từ. Chúng ta nghe nói tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì nghe nói thường thôi, mình nghe nói nhiều quá mà. Nhưng mà ở trên thực tế đó là những cái yếu tính đó để thay đổi cái tâm thức của chúng ta. Thay đổi bằng cách nào? Nếu chúng ta không tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả rồi, thì cái tâm của chúng ta luôn luôn là muốn hơn thua, muốn muốn đào thải người khác, muốn tiêu diệt người khác, muốn làm khổ người khác. Quý vị thấy cái trong sâu thẳm trong tâm của chúng ta nó có nhiều cái. Chỉ riêng cái chuyện mà tranh giành, cái chuyện mà ganh tị, đố kỵ, bỏng sẻn, nó đã khiến cho chúng ta tạo nhiều cái ác nghiệp thành ra. Chúng ta phải để ý cái tư niệm. Dạ. Nó có cái chữ mà trong chữ Hán, thưa quý vị, mà chúng ta từng nghe gọi là một cái niệm thiện hay niệm bất thiện. Nhưng mà chữ niệm nó nên hiểu là tư niệm. Dạ. Chaitana là một cái chủ tâm. Đôi lúc mình bước vào trong một ngôi chùa hay một nơi nào đó, mình làm việc gì mà mình làm với cái chủ tâm là mình làm này mong là lợi ích cho mọi người, an lạc cho mọi người, nó hoàn toàn khác. Khi mà chúng ta vào trong đó, chúng ta mong rằng mình sẽ phô trương cái này, mình sẽ hơn thua cái kia, vân vân. Cái tư niệm nó quan trọng lắm. Và chính cái chủ tâm tạo tác, cái tư niệm nó nuôi dưỡng luân hồi, cái này là rất là quan trọng. Và cái sau cùng của tứ thực, chúng ta nói về thực thực. Dạ, thực thực là tâm nuôi dưỡng sự sống. Dạ, tâm nuôi dưỡng sự sống. Nó luôn luôn là một sự tương tác hai chiều. Cảnh thì nuôi dưỡng tâm, thì tâm nuôi dưỡng là sự sống. Ví dụ như mình ở trong chùa mà có một vị trưởng lão, mà vị đó cái tánh sân si, cái tánh hay khó chịu á, thì trong chùa nó khác. Mà vị trưởng lão nhẹ nhàng thoải mái thì trong chùa nó khác. Vì ở trong một gia đình mà có những người á, mà cái tâm tính họ nó hiền lương, tâm tính họ mẫn tiệp sáng suốt á, thì cuộc sống ảnh hưởng chung quanh nó khác. Và chúng ta phải nhìn nhận rằng cái thời nào mà con người nghiêng về kinh tế thì phố phường đường xá phong cảnh đó, thì nó xoay chung quanh kinh tế. Có người nào nghiêng về thể thao, nghiêng về tôn giáo, về âm nhạc, chúng ta thấy cái trào lưu xã hội nó đi theo cái tâm con người. Ở Âu Châu thấy rất rõ ràng là chúng ta đi sang Âu Châu, chúng ta thấy rằng có những thời họ nghiêng nặng về tôn giáo, rồi có những người thời kỳ họ nghiêng nặng về văn học, văn hóa lãng mạn, rồi có những thời họ nghiêng về khoa học, rồi cũng có những thời kỳ họ nghiêng về cái sự nổi loạn của những phong trào hiện sinh, phong trào hippie. Thì cái tâm á, nó rất là vô hình, cái tâm nó rất là mơ hồ, nhưng mà nó lại đi theo cái xu thế của cuộc sống, nó tạo nên cái xu thế, và điều đó chúng ta không thể nào phủ nhận được. Dạ. Nên tứ thực là một cái câu trả lời của Đạo Phật, gọi là cái gì tạo ra thế gian này và cái gì duy trì thế gian này. Thì
những cái đạo bề thần ngã như là Kitô giáo hay Hồi giáo và Thái giáo nào thượng đế tạo ra tất cả nhất cẩm nhất cát gia do thiên định, nhưng mà rồi bên Bà La Môn giáo thì họ nói có ba vị thần là Brahma là thần sáng tạo, Vishnu là duy trì, Shiva là quỷ diệt. Nhưng mà trong Phật giáo thì chúng ta không nói thần linh mà chúng ta nói là tức thực, dạ, hay là bốn cái dưỡng tố, bốn cái chất dinh dưỡng, hay là bốn cái sự duy trì cuộc sống này. Và những sự duy trì đó, này đó nó có thể là chúng tôi nhớ có một lần ngài tịnh sự ngài ngài giảng cho chúng tôi nghe về tứ thực, thì thực sự chúng tôi hơi đói bụng, là chúng tôi nói ngài là dạ bữa nay con hiểu rồi, dạ và bây giờ mình đi qua cái bài tiếp theo nha ngài. Thì ngài rầy chúng tôi nghe hỏi là ông nói ông hiểu hiểu cái gì. Dạ thì có nói là dạ thì tứ thực là đoan thực xúc thực tư liệu thực là thiết thực. Thì ngày đây chúng tôi ngày nói rằng hiểu như vậy gọi là hiểu cái gì, nguyên cả cái môn vi diệu pháp tức là ngày hay là siêu lý học đó nằm ở trong tứ thực đó. Dạ. Khi ngài nói như vậy đó thì chúng tôi cũng hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng mà mình còn nhỏ ngài nói rồi giống cãi, nhưng mà quả thực là vì nào có học rồi thì quý vị thấy rằng ở trong tứ thực nói về danh và nói về sắc. À, tứ thực nói về cái duyên, nói về nghiệp, tứ thực nói về cái sự tập khởi và sự đoạn diệt của các pháp. Đó là đề tài lớn, đề tài rất lớn. Chúng ta muốn nó rộng thì rộng, hẹp thì hẹp. Quý vị ở trong lớp học này, quý vị có được một cái lợi thế là có thượng tọa Tề Siêu là vị giảng sư, mà thượng tọa lại làm cái công việc gọi là than thở giùm cho quý vị. Khi nào thượng tọa gặp cái đề tài nào mà nó sâu quá, thượng tọa nói cái này nó khó nha, cái này nó nhiều khê. Hồi nhỏ chúng ta học không có như vậy đâu. Hồi nhỏ chúng ta học là không bao giờ được ngày thực sự ngày than thở dùm trong một ngày rồi thôi. Ngày thực sự ngày thầy chứ ngày quá than thở dùm. Nhưng mà phải nói một điều là có những khi chúng ta ở một cái bài học nào đó, ở trong một giai đoạn nào đó của giáo trình, mình học đề tài nghe nó thì cái tính cách là đại lược nghe sơ sơ, nhưng mà rồi sau này đó có thời giờ có dịp mình nhìn lại thì quả thật đó là những cái đề tài rất lớn, dạ đề tài rất lớn. Và chúng ta có thì giờ để chiêm nghiệm, để bàn thảo với đầu sâu thì nó rất là lợi lạc cho mọi người. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin có một cái phần tiếp trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay. Là thật ra thì phần này chúng tôi không có nghĩ rằng nó cần cho cái bài học này, nhưng mà nhân thượng tọa Tề Siêu có đề cập đó, chúng tôi muốn trở lại cái đề tài là ví dụ như là thượng tọa Tề Siêu có đề cập đến tính, thuộc tánh về tính hay là tâm sở tính. Khi chúng ta nói chuyện ở bên ngoài đó là niềm tin ở tam bảo, tin nghiệp báo nó khác, nhưng mà khi chúng ta nói về tính đó, ở trong một cái tâm tịnh hảo như là tâm quả lúc chúng ta đang ngủ, hay là một cái người đang làm việc gì đó cái tính, thì cái tính đó chúng ta phải hiểu theo cách hiểu mà chúng tôi thường dùng cái chữ gọi là micro hay là vĩ mô. Ở trong vĩ mô đó, cái tính đó nó không có phải là một cái chuyện triết lý dông dài hay là suy nghĩ rằng mình tin ở tam bảo. Tính đó chỉ là một cái chúng ta gọi là một cái niềm tin, để chúng ta không có đi cái sự phân vân. Dạ, tuy không sự phân vân, sự vân vân này rất là tế nhị, và niềm tin rất là tế nhị. Và chúng tôi lấy một cái ví dụ là ví dụ quý vị chưa bao giờ biết làm cái đó, thành ra ai biểu mình làm mình hơi lộng cộng, nhưng mà khi mình đã rành đã hiểu rồi đó thì mình làm rất là thạo tay, và trong cái làm đó mình có lòng tự tin, trong cái làm đó có một sự khẳng định, trong cái làm nó có sự thoải mái. Thì cái lòng tự tin, cái sự thoải mái đó, đó nó đến từ cái mà chúng ta gọi là tính. Thì cái người học thắng pháp đó phải chú ý là cũng cái tên gọi đó như là tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, v.v. Nhưng mà chúng ta nói về phương diện vĩ mô hay phương diện quy mô. Chúng tôi phải nói điều này là tại vì khi quý vị học thắng pháp, học vi diệu pháp, học Abhidhamma, học A Tỳ Đàm với các vị giảng sư đó,
thì chúng tôi nói rằng rất ít vị nói về cái sự khác biệt giữa vĩ mô và quy mô. Các vị chỉ nói về bản thể pháp. Thật ra bản thể pháp, cái động bản thể pháp hết, nhưng mà trên phương diện vĩ mô nó khác. Dạ, yeah. Vĩ mô nó khác bởi vì bây giờ càng ngày đó người ta càng hiểu hiểu hai cái việc là nó có một sự tương đồng giữa cái kỹ thuật số và cái hiện tượng kinh tế ở bên ngoài. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng khi mà chúng ta đem máy móc computer vào, mình bán đầy giấy trên ngoài chợ, ngoài đường, đó là chúng ta về kỹ thuật số, không phải đâu. Số hóa không phải. Cái chữ số đó là một thế giới khác. Dạ. Và khi chúng ta càng hiểu về sau này đó, thì nó là một lĩnh vực khác. Do vậy không phải là cái chuyện để làm cho chúng ta nhức đầu. Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng ta đi vào trong thắng pháp, đặc biệt như là quý vị thấy trong cái phần mà chúng ta gọi là thoát yếu tương đập ở đây đó, có cái sự hỗn hợp giữa thiện và bất thiện, thì cũng tứ trưởng dục cần tâm thẩm. Nhưng mà dục cần tâm thẩm mà đi với cái sự tu tập pháp hành đó, thì đó là một trong những pháp trưởng bồ đề. Chúng ta nói là tứ thần túc, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, ngũ căn ngũ lực, tất các gì bát kết đạo. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày không phải là không có, nó vẫn có. Dạ, nó có mà có theo một cái phương diện khác. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là khi mà mình làm việc trong một cái tổ chức, đôi khi mình nói là người có chức vụ này chức vụ vô quan trọng, nhưng mà ngoài cái chức vụ ra nó còn có những người nắm về những cái phần hành, mà những phần hành đó nó đóng vai trò rất quan trọng mà mình phải biết. Ví dụ như họ nắm về tài chính, ví dụ họ nắm về nhân sự, ví dụ như họ nắm về kỹ thuật. Và những cái chuyện đó, cái người nắm về kỹ thuật có thể là họ phải là vị chủ tịch hay phó chủ tịch hay tổng thư ký, nhưng mà họ rất là quan trọng. Hay là cái người nắm về tài chính, có nhiều khi họ phải là cái chức cao, họ chỉ đơn giản là một vị ủy viên tài chính hay là một cái trưởng ban vận động gì đó, nhưng mà nó lại giúp cho cả cái tổ chức duy trì. Do vậy cái học của chúng ta khi mà đi vào trong cái thế giới của tự nhiên, đi vào thế giới của bản thể pháp, hay là đi vào thế giới của pháp thực tính, thì nhiều lúc chúng ta tạm thời gác một bên những cái phạm trù cân đo đong đếm mà chúng ta thường có trong đời sống hàng ngày. Con người chúng ta sống trong đời sống hàng ngày, có nhiều khi chúng ta chỉ đơn giản là đặt vấn đề chức vụ, hay là khi chúng ta học Phật pháp, chúng ta quan trọng là thiện và ác, và thậm chí người ta còn có một cách nói rất là phiến diện là pháp này cao siêu, pháp kia không cao siêu. Thật ra khi mà mình nghe các lợi pháp nào nó cao siêu đó, thì mình nghe cũng kỳ lắm thưa quý vị. Là tại vì sao vậy? Khi mình ca lợi một cái nào cao siêu, giống như mình nói thuốc, có một loại thuốc này nó hay, đó là cao siêu hơn tất cả. Thật ra thuốc đó, nó thuốc hay nó không phải là nó mắc tiền, hay thuốc hay không phải là khó kiếm, mà thuốc hay là trị được bệnh hay không. Có những cái thứ bệnh mà, có những thứ thuốc mà bây giờ nó có đầy dẫy, nhưng mà thật sự nó là miracle, nó là một phép màu. Chúng tôi lấy ví dụ như là có bao giờ chúng ta để ý ngày hôm nay chúng ta có những loại thuốc gọi là painkiller, gọi là thuốc giảm đau á. Chúng tôi có nhiều lần đi nhổ răng hay là có cái chuyện gì bị đau nhất, người ta cho uống Tylenol. Dạ, dĩ nhiên có một vài loại giảm đau, nhưng mà Tylenol bên đó đầy dẫy ở ngoài shelter mình đi, thậm chí trong dollar store, trong những tiệm nhỏ mình cũng thể mua được. Và khi mình mua nhiều mình thấy nó tầm thường. Nhưng mà kỳ thật, khi mình đau mà có uống thuốc để giảm đau á, nó là một phép màu. Ông bà của chúng ta từ xa xưa không có cái đó. Thật ra quý vị biết là khi mình đau mình cứ chịu trận thôi. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ mà có nhiều lúc đau quá cứ ngồi ôm lăn qua lăn lại thì chế độ có thuốc giảm đau. Bây giờ đau chút xíu là đã có thuốc giảm đau, đã có trị. Nên chúng ta đừng bao giờ dùng một cái quan niệm cái gì nó quá quen thuộc, nó trở nên tầm thường, hay là cái đó nó không phải là mắc tiền, cái đó là cái tầm thường, không phải. Dạ, biết chuyện nào ra chuyện đó. Dạ, biết cái pháp đó, mình biết cái công năng, mình biết cái vai trò, biết cái trạng thái, thì khi mà mình biết như vậy thì mình sẽ có một cái nhìn tương đối là chính xác hơn. Thì đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử tiếp theo bài giảng của Chư Tòa Thiệu Sư ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày mai này đó thì chúng ta có một cái ngày sinh hoạt đặc biệt. Tại sao chúng ta lại cái sinh hoạt đặc biệt?
Tại vì ngày mai này trong ngày âm lịch là ngày 14 tây tháng 11, là ngày dỗ đầu tiên của Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính là vị giảng sư ở trong lớp Phật Pháp Buddha-Dhamma. Và Đại Đức Pháp Tính cũng là một lúc mà còn sống thì được xem như là vị giảng sư trẻ nhất ở trong trong lớp học. Lại là một người rất chịu thương, chịu khó. Nghĩa là ngồi đó chờ mà không có ai thì điều huyết, mà có vị nào, có vị lớn giảng thôi, không bao giờ phiền hà chuyện gì. Nên chúng ta phải nói rằng chúng ta có nhiều cái kỷ niệm rất là đặc biệt với Đại Đức Pháp Tính. Chúng tôi nhớ là năm rồi tự nhiên nhận được một cái điện thoại của sư Tề Tri. Sư nói Đại Đức Pháp Tính mất rồi. Thật ra chúng tôi cũng hơi bất ngờ, là bởi vì thứ vì trước đó một ngày Đại Đức Pháp Tính còn giảng, và trước đó ngày Đại Đức Pháp Tính còn giảng, giảng ngày thứ sáu thứ bảy mất. Và chúng tôi muốn dành ngày mai này để có lễ tưởng niệm, hồi hướng phước lành, và đồng thời tất cả chúng ta cùng nhau để nhớ một người đã từng có mặt và có những đóng góp mà nó là một phần ở trong sự tồn tại và trong cái niềm hạnh phúc của tất cả chúng ta. Giờ chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trương chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết đại học ngày hôm nay, cũng như cho đạo tràng chúng con biết ngày mai làm lễ kỷ niệm tiểu tượng của Đại Đức Pháp Tính. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tâm trị, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh đến pháp. Kính cảm ơn quý ớt hỗ trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, được quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Con xin hồi hướng phước lành mà khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận cho hòa pháp thân thường kiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thần phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc hòa vì nhân thờ.
Sapa sangka lupa vena soti ondu yero